Hello xin các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình là Đại đây. Và hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với khóa học từ học lập trình với Python bài 3 nha. Thì nếu các bạn hay thích video này thì các bạn nhớ nhấn một like, share, subscribe và các bạn nhớ nhận xét ở dưới phần mô tả nếu các bạn không hiểu gì để mình giải thích cho các bạn nha. Bây giờ bắt đầu nè. Thì bài trước thì chúng ta đã học cách được tải Python và IDE. Tìm hiểu IDE là gì, Python là sao, nó ra giúp ích gì. Bây giờ chúng ta sẽ làm. Thì khi lúc đó chúng ta đã tải chọn một cái IDE thích hợp thì chúng ta đã tải cái phần mềm Python này xuống. Mình nhấn nút chuột. Đây, nó sẽ hiện màn hình đây. Còn nếu các bạn không thấy nó trên màn hình thì các bạn có thể nhấn dưới sợ đây, các bạn ghi chữ Python, nó sẽ hiện lên chữ Python Community Editor, đọc ghi phiên bản đó. Nó chữ PC đây à, chữ vậy. Nói chung là nó phải có cái logo đây nha, chứ không có cái logo đó thì nó sẽ không có chạy được. Rồi thì các bạn nhấn đúp chuột vào Python và các bạn đợi. Bởi vì cái này nó cũng có thở, nó hơi đơ đơ nên các bạn cố chịu chút. Rồi thì Python nó đang trong quá trình chạy thì các bạn cứ đợi nha. Còn nếu các bạn nào ấy mà không có kiểu loại IDE như vậy ấy thì các bạn có thể bật tải mấy cái IDE khác. Mấy cái IDE mà kiểu mà phù hợp với kiểu loại máy tính của bạn. Loại máy tính nó kiểu máy tính cũ giống như WinSP, Win7, Windows 7, Win hoặc là Windows gì đó, nó không có chạy được. Thì các bạn có thể dùng mấy cái IDE khác nha, mà nó giúp hỗ trợ được cho mấy bạn. Rồi nó đang chạy nha. Các bạn đợi. Còn mới mấy bạn mà mới mở le vai che mấy thì nó sẽ có cái phần đợi hoặc là dừng lại thông báo đó, các bạn chỉ cần nhấn nút close hết thôi. Nhưng tới cái đoạn này các bạn được nhấn nút cancel nha, có nút close thì nhấn cho được, còn nhấn nút cancel nha. Đấy, giờ nó đang chạy, chúng ta sẽ đợi. Rồi thì đại ca xong rồi, đây nó bật lên lâu à. Đấy, lúc đầu thì các bạn đây chỉ là cái màn hình chính của cái máy. Thì đây, khi chúng ta mới bắt đầu thì nó sẽ hiện lên cái chữ new quay, các bạn nhấn chữ new. Đây à, các bạn nhấn nút ra, các bạn muốn tạo ra một cái thư trình nào đó. Thì các bạn tắt lên. Các bạn đừng có tắt nha, đừng có nhấn nút ít, nhấn nút đây thu nhỏ lại. Các bạn vô trong thư mục này đó cố định đi. Giống như là trong kia lập trình của mình đi, giống như mình tạo ra một cái thư mục new à. Đây editor, mình vô editor, mình nhấn lại new rồi folder, rồi mình ghi tên là file đây, Python đấy. Các bạn đừng có ghi tiếng Việt nha, chứ không nó có lúc đó không có chạy được tiếng Việt. Rồi các bạn nhấn nút chuột vô, mình sẽ các bạn nhấn nút this the comment à. Rồi hiện lại cái này đúng không, thì các bạn xóa hết, các bạn ghi chữ tên giống như chương trình này, chương trình. Nhớ là không, nó không có cách nha, nó cách là kiểu nó sao á. Xong rồi chấm bởi, lưu ý sau bên phải cái tên nó sẽ có chữ bởi nha. Rồi nhấn enter, nó hiện màn hình đây, mình nhấn nút yes là xong. Rồi còn nếu mấy bạn này mà không thấy cái chữ chấm bởi đây ấy, cái chấm bởi loại tiệp tin là gì ấy, các bạn nhấn nút view đây à, các bạn nhấn nút update đây và nhấn nút, các bạn nhấn nút view lại nữa đây. Và cuối cùng các bạn kéo, các bạn thấy cái
Các bạn kéo xuống, các bạn nhìn thử coi nó có cái phân đây không. Đây, nếu các bạn thấy cái phân mà high exception for a norm right 5 times thì các bạn thích nó để cho nó không có dấu ok nữa, rồi nhấn nút apply, rồi nhấn nút ok, nó sẽ hiện lên cái phân chống mưa ở đây, rồi các bạn biết nó là loại có thể chỉnh được. Wow, giờ chúng ta sẽ quay trở lại với Bcam. Các bạn nhấn nút right, các bạn nhấn nút open. Cái này là cách để mở nó. Đấy, nó kiểu nó hơi lạ nha. Rồi, giờ chúng ta sẽ tìm cái phần. Đây nó sẽ có ba cái ổ đĩa sơ đơ hẹp y. Giờ chúng ta sẽ mở lại cái đường dẫn đến cái tiệm tin mình mới tạo ra ấy. Chúng ta kéo xuống coi. Đây. Đây đâu ta. File thân kỳ anh đây. Rồi nó có chương trình chấm bờ y. Các bạn nhắn lúc chuột qua. Rồi đấy. Chúng ta đã mở được một cái tiệm tin. Một cái tiệm tin Python. Chương trình Python này. Đó chính là tờ là chương trình chấm bờ y. Đấy. Vậy là đó là cách để mà mở cái tiệm tin nha. Và giờ đến phần nữa mà lập trình. Giống như cái kia lệnh mình ghi print hello đây. Cái đây là lệnh để máy in á. Bài sau chúng ta sẽ học về bài. Và nếu chúng ta muốn thông dịch nó ấy, chúng ta nhấn nút run main đây à. Nhấn nút này. Đấy, ở dưới nó sẽ hiện ra chữ hi cam. Hi by cam. Nhấn nút đây lại, nó chỉ ghi là 2-3 trang. Đây. Như vậy khi nó sẽ hiện ra vậy nha. Hãy chúng ta nhấn shift về F10. Đây chúng ta. Hình, mà xin lỗi các bạn. Thôi, trước khi không, đây không phải là 2-3 trang, mà là khi chúng ta nhấn nút main đây ấy. Chúng ta thấy cái màn hình đây không? Cái phần này chúng ta nhấn mũi tên động ra, nhớ edit confession là lúc đó, thấy không? Chúng ta sẽ chọn, chúng ta đừng đây, chúng ta nhấn chuột phải lên men hình đây, chúng ta nhấn nút run chương trình thì nó chạy luôn. Đấy, chúng ta giờ chúng ta mới thấy chữ hello à. Cái lúc này ấy là nó bị lộn, nó lộn cái tin men chấm bơ ơi. Rồi các bạn hãy phải cẩn thận nha, trước khi mà mở. Đây. Ở bên trái ấy, nó sẽ có phần project. Phần này ấy là cái phần mà chung phần mà nó sẽ hiện, nó sẽ liệt cơ mấy cái chương trình mà mình đang mở đây à. Thì anh chấm bơ ơi, me chấm bơ ơi. Nhưng hiện giờ mình đang dùng là chương trình chấm bơ ơi. Ở phần đây ấy là phần cái phần các tiệm mà mình đang mở ra ấy. Các chương trình mình đang mở ra. Nó có bao gồm chương trình chấm bơ ơi. Giờ nếu chúng ta nhấn nút chuột lên cho cái kia anh chấm bơ ơi à. Đấy, chúng ta thấy không? Chỗ này nó sẽ hiện ra thêm cái phần kia anh chấm bơ ơi. Chúng ta cũng có thể tắt nó ra hoặc là gắn vô lại. Tắt nó ra. Đấy, chúng ta cũng có thể tắt nó ra hoặc là gắn vô lại. Hoặc đỡ bên phải. Hoặc cũng có thể là đỡ bên đây. Quay lại. Rồi chúng ta nhấn gì chuột ấy, chúng ta di chuyển là nó sẽ lên xuống trái phải được vậy. Rồi chúng ta quay lại gắn lại vô đây. Rồi giờ chúng ta nó là cái thanh này ấy, nó sẽ hiển thị cái tiệm mình đang mở nha. Rồi còn phần dưới ấy là phần quan trọng, phần đây chưa, hai phần quan trọng nhất là cái phần đây, phần mà đỡ về xuất dữ liệu và cái phần soạn thảo. Phần này là giống như vượt ấy, mình phần đây là cái văn bản rồi mà mình có lợi sợ thảo vân cái thứ ở đây. Nhưng ấy, khi mà mình muốn xuất la mình thông dịch coi thử nó có đúng ý, đúng cái ý mà mình muốn chạy chưa, thì các bạn nhấn chuột phải, các bạn nhấn nút run chương trình. Đấy, nó sẽ có chữ hello ở dưới đây, các bạn thấy chữ hello chưa? Đây, chữ hello đây à. Nó gì kiểu hello vô đây. Đây cái phần này là phần để máy xúc chương trình.
như vậy nha. Các bạn đừng có nhấn nút màu xanh đây nha. Nút màu xanh đây kiểu hôm nay muốn bật nó chỉ tròn cái chương trình nhưng nó chạy hơi lâu. Chúng ta nhấn tổ hợp phiếu Call Control lầu Control nè, Control Shift với S10. Đây là các bạn thấy nó chạy ở dưới đúng không? Rồi khi chúng ta bật men ấy, kỳ anh nè, Green kỳ âm. Đây qua từ hai chương trình này và nhấn Call Control Shift với F10 nó chạy cái đây cho nó không có chạy cái chương trình này nữa. Thì các bạn hiểu chưa? Đấy, đây cách đồ mới chạy. Cho nếu mà dùng đây ấy, chúng ta nhấn nút mũi tên đây, chúng ta chọn chương trình thì kỳ anh đây nha. Hẹn nếu còn nếu mà chúng ta muốn lưu ấy cái chương trình bờ chấm bờ ở gì ấy, chúng ta muốn lưu lại cái chúng ta mới ghi đây. Chúng ta có thể nhấn Control Save hoặc nhấn File, nhấn vào File, nhấn nút Save. Nhấn nút Save đâu ta, nhấn Control Save là Save lưu đâu. Còn nếu chúng ta muốn lưu nó ở lưu nó thiệt ấy thì chúng ta nhấn Save As. Chúng ta đặt tên cho đây à. Chúng ta đừng có thay đổi chấm bờ ơi nha. Cái đó là lò điệp tin đó, để phân biệt giữa tên và kiểu điệp tin. Chúng ta chờ nếu các bạn làm sai là nó sẽ bị. Chúng ta gửi là chương trình 2 ấy. Chương trình 2 sau lâu. Cái đây cái phần, cái phần gì ta? Phần mà mình sẽ lưu ở đâu. Chúng ta chọn lưu vẫn phải thân kỳ ảnh, nhấn nút OK. Nó sẽ là chương trình 2. Mình gửi là Hello 2. Đấy, vậy chúng ta đây Hello 2. Vậy chúng ta để làm xong tạo là hai cái chương trình của chúng ta rồi. Thì còn cái cuối cùng đó chính là nếu mà các bạn muốn chạy đây, chạy muốn tạo lại một cái chương trình mới ấy, chương trình file thơm mới, chúng ta nhấn File rồi nhấn nút New, được gọi nhấn nút New Project. Cái đó tạo lại một cái dự án mới, tốt nhất đừng là nhấn. Và chỉ cần nhấn nút New thôi. Và ở dưới này chúng ta chỉ thấy cái phần File Term File. Rồi nhấn nút nhấn trái vào File Term File. Và nó chỉ ở màn hình đây. Mình đặt tên nha, mình phải đặt tên cho cái đây. Mình đặt tên thôi cho mình được có ghi chấm bờ đi nha. Rồi mình ghi là chương trình 3 ơi. Đây, chúng ta rồi ở dưới này nó chỉ có 3 phần. Mình vẫn nhấn nút chuột vào File Term File đây luôn. Rồi, nó đã tạo ra cái chương trình 3. Rồi, mình in ra đây. Rồi, Hello 3. Rồi, qua giờ mình lưu nhấn nút File. Rồi, mình nhấn Control với S tổng hợp ấy. Do chương trình này ấy, nó chưa lưu ấy, nên là nó chỉ lưu vào cái khu ổ đĩa nào. Chúng ta nhấn File, chúng ta nhấn nút Save As. Rồi New Name chương trình 3 đúng không? Mình vẫn đợi ở chỗ File Thân Kỳ Anh ổ đĩa đó đây nha. Mình nhấn nút OK. Rồi OK. Chúng ta sẽ mở lại cái thư mục. Và chúng ta đã thấy trên này nó đã có 3 cái chương trình mình mới tạo ra đây. Đấy, các bạn đã thấy chưa? Và giờ chúng ta về bài học này, chúng ta đã biết cách để sử dụng cái Co-Idler PyCharm này rồi. Về cách để mở, tạo, lưu hoặc là xuất, hoặc là cái thông dịch chương trình. Và giờ video đến đây cũng kết thúc rồi. Thì nếu các bạn không hiểu cái câu nào, ý nào ấy thì các bạn nhớ nhận xét ở dưới phần mô tả, phần nhận xét rồi mẹ mình giải thích cho các bạn nha. Và giờ lần sau mình sẽ làm thêm bài 4 nha. Và bài trừ bài 4 trở đi nó sẽ là kiểu phần thực hành nha. Bây giờ xin chào các bạn và bye bye.